Người sở hữu ba đặc tính này, trời ấn định làm nên nghiệp lớn. Quý vị thân mến, tất cả chúng ta đều quen thuộc với những thói quen và câu nói đúc kết của những người rất thành công. Họ rất cẩn thận với các quyết định họ đưa ra, vì chỉ cần một sai lầm cũng có thể dẫn đến kết quả rất tồi tệ. Người xưa dạy, nếu con người sở hữu ba đặc tính sau, số trời ấn định sẽ làm nên nghiệp lớn, vang danh thiên hạ. Cùng lắng nghe xem bạn có không nhé. 1. Không làm những việc gây hại cho người, có lợi cho mình. Ông cha ta có câu, bần cùng sinh đạo tặc, có nghĩa rơi vào hoàn cảnh quá khó khăn, con người sẽ trở nên tà ác. Con đường dẫn đến thành công không trải đầy hoa hồng, mà găm đầy gai nhọn và hố sâu. Chỉ cần sẩy chân rơi xuống, phải chảy ra chóc vẩy, lăn lộn đau thương mới có thể ngóc đầu lên được. Thế nhưng, sự gian khó không phải tấm bình phong cho phép con người được làm chuyện ác, làm ăn gian dối, lừa lọc, hại người. Trong cuộc sống, muốn làm nên nghiệp lớn, hãy vui vẻ giúp đỡ người khác, là một người chân chính, đáng tin cậy. Biết cho đi một, ta sẽ nhận được 10. Đó là những mối quan hệ lành mạnh, có lợi, bền chắc, trợ giúp đắc lực cho công việc của chúng ta sau này. 2. Không đầu tư vào những chuyện viển vông. Không ai đánh thuế ước mơ, nhưng ước mơ phải thực tế và có điểm dừng. Bạn mơ thành chủ tịch nước, bạn muốn trở thành tỷ phú số 1 thế giới, thậm chí muốn trở thành đạo tiên. Không ai cấm đoán bạn ước mơ, nhưng nếu quá viển vông, xa rời thực tế, đó chỉ là mộng tưởng, không bao giờ trở thành hiện thực. Không phải ngẫu nhiên các tỷ phú thành đạt luôn làm việc với phương châm đầu tư phù hợp với thực tế mới có thể sinh lời, giàu có. 3. Không làm những việc không biết rõ. Người không có tài làm chuyện gì cũng khó. Người có tài nhưng làm những việc mình không hiểu rõ, cơ hội thành công thì ít mà thất bại là điều hiển nhiên. Mỗi việc ở đời đều có đặc điểm riêng, nếu như không nắm bắt cặn kẽ sẽ không thể ở thế chủ động. Trên thế gian này có vô số việc nằm ngoài khả năng kiểm soát của con người. Thế nên, việc gì nếu biết thì làm, không thì thôi, và học cách chấp nhận. Không ai đoán biết được số phận, hãy làm những gì mình cần và tin tưởng rằng càng nỗ lực thì vận may sẽ càng hé mở, chớ lo lắng những chuyện không đâu. Quý vị thân mến, cổ nhân dạy, càng sợ hãi sẽ càng thụt lùi, chẳng thể bứt phá. Đó là biểu hiện của những kẻ yếu hèn, thối chí. Người thành công, vang danh thiên hạ sẽ không bao giờ sợ hãi tương lai. Có một người qua đường hỏi bác nông dân một câu thế này: bác đã trồng lúa mì chưa? Người nông dân đáp: chưa, vì tôi sợ trời sẽ không mưa. Người kia lại hỏi tiếp: vậy bác đã trồng bông chưa? Người nông dân trả lời: chưa, tôi sợ côn trùng sẽ phá hoại, cuối cùng mất mùa tay trắng. Người kia cảm thấy quan ngại thay, bèn hỏi thêm: vậy rốt cuộc bác trồng gì rồi? Người nông dân trả lời: tôi chưa trồng gì cả, tôi phải đảm bảo an toàn thì mới vun trồng. Người kia bất ngờ: nhưng mùa đông sắp đến rồi, chẳng lẽ bác không biết ư? Cổ nhân dạy, càng sợ hãi sẽ càng thụt lùi, chẳng thể bứt phá. Đó là biểu hiện của những kẻ yếu hèn thối chí. Nếu lúc nào cũng lo sợ rủi ro, không bao giờ mạnh dạn bước về phía trước, bạn chỉ có một lựa chọn duy nhất là dậm chân tại chỗ. Nếu dậm chân tại chỗ sẽ chẳng có tương lai nào dành cho bạn cả. Cuộc sống không chờ đợi ai và luôn đặt ra những khó khăn không thể tránh để khiến con người ta thất bại. Chẳng ai có thể quyết định nghịch cảnh mình gặp phải, nhưng ta nhìn nhận thế giới ở góc độ nào, tương lai sẽ trả cho ta sự phản hồi tương tự. Nếu tiến lên phía trước, sẽ tìm được nguồn sáng và đạt được thành công. Nếu lùi lại phía sau, sẽ chẳng có tương lai nào dành cho bạn cả.
Vậy nên đừng bao giờ bi quan về tương lai. Tất cả đều phụ thuộc vào ý chí và trái tim của bạn. Đừng nghĩ hôm nay mình đã thất bại, nếu mai tiếp tục, xác suất thất bại sẽ lại tăng lên. Như vậy, đồng nghĩa chính bạn đang tự vùi dập hạnh phúc của mình. Quý vị thân mến, muốn giàu có, nhất định bạn phải làm được 6 điều này, đặc biệt là điều thứ hai, nếu không muốn cả đời nghèo khó. 1. Lương thiện. Mạnh Tử quan niệm, nhân chi sơ tính bản thiện. Theo đó, hiền lành được coi là bản tính vốn có, cũng là đức tính cần nuôi dưỡng, rèn luyện của mỗi con người. Người hiền lành, trong lòng luôn có thiện tâm, trong suy nghĩ luôn muốn làm việc thiện. Chỉ khi sự hiền lành, thiện lương được nuôi dưỡng bằng cả quan niệm và hành động, con người ta mới có thể sống trong an lạc, không làm chuyện trái với lương tâm. Cổ nhân có câu, hậu đức tài vật, có nghĩa là nói con người nếu có đức hạnh thì không có việc gì là không thể gánh vác được. Ngược lại, người mà không có nhiều đức thì không thể gánh vác được những công việc to lớn. Câu danh ngôn này khuyên dân chúng ta rằng phải vui vẻ khi chịu thiệt thòi, nghĩ cho người khác nhiều hơn thì mới có thể đạt được thành công trong sự nghiệp. Đồng thời, đức nhiều là phúc, làm người phải hiền hậu thì mới có được sự tôn trọng của người khác. 2. Giữ chữ tín. Một người nếu không có chữ tín, chuyện gì cũng sẽ làm không xong. Bởi mối quan hệ giữa người với người muốn bền lâu phải được xây dựng trên nền tảng tin cậy. Cổ nhân coi tín là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá người quân tử. Muốn được coi là người có chữ tín, lời nói phải đi kèm với hành động, niềm tin của bản thân cũng cần quyết đoán. Phàm là người thất tín, tất sẽ chẳng kết giao được bằng hữu, càng không có được sự tín nhiệm của người đời. 3. Thành thực. Trung thực là một đức tính căn bản để lập thân, bởi người sống không thực, đại sự khó thành. Muốn làm nên nghiệp lớn, điều cốt yếu chính là sự thành thực. Làm người chỉ khi thành thực mới có thể đàng hoàng, chỉ khi đàng hoàng mới có thể vững vàng đứng trong xã hội. Trong công việc cũng như trong cuộc sống, điều gì cũng nên nói thật, tránh dùng tiểu xảo bịp bợm mà thất tín với thiên hạ. Làm việc gì cũng xuất phát từ lương tâm thì đó tuyệt đối là một người cao thượng, một người chính trực. Con người cũng nên có quan niệm đúng sai, rõ ràng. Gặp phải vấn đề đều phải có kiến giải của bản thân, tuyệt đối không thể bạn tôi tốt, mọi người đều tốt. 4. Khiêm tốn. Có người đã từng nói, khiêm tốn giúp con người ta tiến bộ, còn kiêu ngạo lại khiến con người ta thụt lùi. Vì vậy cách tốt nhất là lúc nào cũng nên đem bản thân mình đánh giá thấp đi một chút, vừa giúp chúng ta phấn đấu tiến bộ, vừa khiến người khác coi trọng giá trị của mình. Phô trương, khoác lác chỉ đem lại sự ghen ghét. Người khiêm nhường mới là người làm chủ thời thế. 5. Kiên trì. Phàm là bất cứ chuyện gì, chỉ cần có lòng quyết tâm, sự kiên nhẫn và thái độ kiên trì thì tất sẽ có ngày thành công. Làm việc gì đều phải có sự quyết tâm, bền lòng và nhẫn nại, phải có tinh thần làm việc đến cùng. Đây là mấu chốt của sự thành công, nếu không thì chỉ là kẻ vô tích sự. Người xưa thường nói, nước chảy đá mòn, mài sắt thành kim, chính là muốn nói nên đạo lý này. Giả như ngay tới lòng kiên trì cũng không có, thì trăm sự ắt khó mà thành. Cổ nhân gian dạy, có công mài sắt, có ngày nên kim. Cũng vì vậy, nhà yêu nước nổi tiếng Trung Quốc Phùng Ngọc Cường từng nói, trên đời, người làm nên đại sự đều là kẻ ngốc. Bởi một khi nhìn thấy mục tiêu, họ chẳng để tâm tới những điều khác, chỉ một mực kiên trì hướng về phía trước. Ngược lại, người thông minh thường toan tính nhiều bề, sợ hãi nhiều thứ, ham muốn nhiều điều, nên kết quả
vẫn là chẳng làm nên chuyện. 6. Chấp nhận rủi ro. Để xây dựng cơ nghiệp, người ta cần đương đầu với các nguy hiểm. Điều đó không có nghĩa là đón các nguy cơ khó lường, mà là cân nhắc tất cả các cơ hội và chấp nhận những nguy cơ đã được tính toán khi phù hợp. Thị trường chứng khoán có rủi ro, nhưng tính về dài hạn, lịch sử cho thấy nó vẫn mang lại nguồn lợi tốt nếu được đầu tư khôn ngoan. Những người sợ nguy hiểm thường chôn tiền trong tài khoản và qua thời gian dài dễ dàng đánh mất nó theo lạm phát.